như hữu chúng sanh đắc văn phật thanh từ tâm thanh tịnh giống dược quan hỷ y mau di khởi hoặc lệ xuất giả gia do tiền thế tăng tác phật đạo cố phi phàm nhân đoạn này là khen ngợi thâm tín Tức không phải phàm nhân đoạn tiếp theo nhược văn phật hiệu tâm trung hồ nghi ư phật kinh ngữ đô vô sở tinh giai tùng ác đạo trung lai túc ương dị tận dị đương độ thoát cố tâm hồ nghi bất tín hướng nhĩ đoạn này nói nghi hoặc sẽ khó độ chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ được nghe tiếng phật câu này là kim văn của hán dịch câu này trong ngô dịch nói Nghe tiếng Phật A-di-đà Ngụy dịch nói Được nghe danh hiệu Đức Phật này Đường dịch nói Nghe danh hiệu Đức Phật này Tống dịch nói Được nghe danh hiệu Vô Lượng Thọ Phật Năm loại bản dịch này Chúng ta hợp lại để xem hợp tham chính là hợp lại để xem nên biết phật thanh tức danh hiệu phật a di đà nghe tức nghe danh tin hiểu thọ trì nghe bao hàm ý nghĩa rất sâu sắc bao hàm rất rộng sau khi nghe rồi tin hiểu nghe rồi có thể lý giải có thể phụng hành đây gọi là nghe tính thọ là bắt đầu nhập môn học phật đồng thời cũng học phật thật sự viên mãn bắt đầu chính là viên mạng viên mãn trong bắt đầu do đó chúng ta có thể lãnh hội được nếu trong đời quá khứ không có thiện căn phước đức nhân duyên sâu dày không vậy làm được điều này nên chúng ta quan trọng nhất là không được coi nhẹ bản thân cho rằng mình là hàng sơ học học phật cố nhiên phải khiêm tốn nhưng ở đây không được khiêm tốn ở đây cần phải trực tiếp thừa nhận trong kinh đức phật đều nói như vậy không phải chỉ một vị Phật nói Hầu như tất cả chư Phật đều nói như vậy Chúng ta cần phải tin Quý vị hãy xem tường tận Xung quanh chúng ta có bao nhiêu người Khu vực Hồng Kông này có bao nhiêu người Trung Quốc có bao nhiêu người Thị giới có bao nhiêu người Trong số người này Có mấy người học Phật Người học Phật rất nhiều Nhưng có mấy người học thật Thế nào gọi là thật học Đầy đủ Tính, thọ, phụng hành Đó gọi là học thật Không đầy đủ bốn chữ này Không gọi là thật học Đời này coi như là không tệ Có nhân duyên gặp được Phật Pháp Nhưng Phật là gì lại không hiểu Thấy tượng Phật Cũng nghe người niệm Phật A-di-đà Hoặc cũng có thiện cảm Nghe xong quan hệ nhưng không học Hoặc nghe xong thấy chán ghét cho rằng mê tín Tất cả đều là người có duyên với Phật Khi nào được độ, khi nào thành tựu, nhân duyên mỗi người khác nhau, Chúng ta có thể khẳng định Người nghe Pháp quan hỷ được độ trứng Người nghe Pháp không quan hỷ được độ sao Điều này có thể khẳng định Chứng minh người nghe Pháp quan hỷ Thiện căn của họ sâu dày hơn người không quan hỷ Cũng chính là trong đời quá khứ Thời gian học tập rất dài Đời này lại gặp được Rất dễ hấp thu Đạo lý chính là như vậy Bởi thế chúng ta phải biết trân quý Sau khi thấu hiểu Rất quý trọng nhân duyên đời này Vì sao vậy? Vì tâm mình biết được Nhân duyên này không phải đời đời kiếp kiếp đều gặp được thị giới quá rộng lớn đừng nói đâu xa chỉ nói địa cầu này trên địa cầu bao nhiêu thành thị bao nhiêu thị trấn bao nhiêu nơi có người tụ hội những nơi này có mấy nơi có phật pháp quý vị nghĩ như vậy sẽ biết huống gì biến pháp giới hư không giới lại nghĩ đến trong kinh đức phật thường nói hơn người khó được Phật Pháp khó nghe Trong lục đạo Mười Pháp giới đến cõi người Quả là không dễ Đến cõi người gặp được Phật Pháp Cũng không dễ dàng gì Gặp được Phật Pháp Còn phải gặp được chánh Pháp Thế nào gọi là chánh Pháp? Trong Nhân Dương Kinh nói rất hay. Khu vực này có người giảng kinh dạy học. Có người y giáo phụng hành. Có người tu hành chứng quả, đây gọi là chánh pháp. Ngày xưa ở Trung Quốc rất tuyệt vời. Quý vị xem lịch sử Xem địa chí Khu vực nào không phải Chừa chuyện Mọc lên sang sát Chỉ là trong thời đại này Suy diệt quá nhanh Ở mỗi tỉnh thành đều có mấy dạng. Mười mấy dạng ngôi chùa. Thậm chí một tiểu thôn trang quý vị đều có thể nhìn thấy chùa chiền. Ngày xưa nơi có tự viện đều có người giảng kinh dạy học. Nên dạy học của Phật giáo Từng cực thịnh một thời trong xã hội Trung Quốc Quốc gia hộ Pháp Đây chính là giáo dục Phật giáo Nên giáo dục này Sở dĩ nó có thể phổ cập như vậy Đó là vì Hoàng Đế dẫn đầu Hoàng đế hộ trì Hoàng đế thúc đẩy Quản Phật giáo, quản đạo giáo Là hoàng đế trực tiếp quản Còn nho giáo là tệ tướng quản Nền đạo tràng của nho giáo không nhiều như của Phật giáo Ngày nay chúng ta nhìn thấy Một quyển thị Quý vị xem quyển thị của nó Mấy trăm ngôi chùa Trên một ngàn ngôi chùa Không có gì hy hữu cả Điều này khiến chúng ta nghĩ đến Quá khứ Phật giáo hưng thịnh Xã hội an định Nhân dân an lạc Thái bình thịnh thế Giáo dục cộng hiện vô cùng lớn lao Giáo dục Phật giáo là nghĩa vụ dụ giáo dục Giáo dục nho thích đạo Tuy cùng song hành trong thế gian Nhưng Phật Pháp thịnh nhất Chứng tỏ Mảnh đất Trung Quốc Người thiện căn sâu dày đặc biệt rất nhiều Chúng ta xem tiếp bên dưới nên danh hiệu đầy đủ dạng đức ý câu này rất thâm sâu danh là danh hiệu của phật a di đà câu danh hiệu của phật a di đà đầy đủ dạng đức hết thầy thiện pháp thế xuất thế gian Tất cả đều quy về câu danh hiệu này Thỏ trì danh hiệu Trong tâm chúng ta thường nghĩ đến Phật A-di-đà Nhớ đến Phật A-di-đà Nhất niệm tâm này của chúng ta Đầy đủ vô lượng vô biên thiện đức Có thể khiến người nghe tâm từ thanh tịnh Người có thiện căn sau khi nghe xong Sanh quan hỷ tâm Sanh thanh tịnh tâm Sanh từ bi tâm Từ tâm phát khởi tâm đại bi nghĩ đến chư phật như lai ở nơi nhân địa phát nguyện tu hành thật sự thành tựu các loại khiến chúng ta lập tức cũng có thể nghĩ đến trong hội vô lượng thọ đức thế tôn giới thiệu cho chúng ta Phật A Di Đà phát đại nguyện ở nhân địa. Thời gian tu hành năm kiếp. Công đức đo thành tựu nền thế giới cực lạc. Y chánh tra nghiêm của Phật A Di Đà do đây mà có. Phật A Di Đà tu được. Ngày nay chúng ta nghe được danh hiệu có thể dùng tâm chân thành niệm câu danh hiệu này ở trước tôi từng nói chúng ta niệm phật hiệu giống như đầu tư vào thế giới cực lạ danh hiệu niệm càng nhiều thì tâm càng kiền thành cổ phần quý vị đầu tư sẽ càng nhiều dùng ví dụ này mọi người dễ hiểu thanh tịnh thuần tịnh thuần thiện quan hỷ nội tâm hỷ lạc trong luận ngữ của nho giáo nói không có gì vui bằng hỷ duyệt này là từ nội tâm phát sanh ra không phải kích thích từ bên ngoài Đây là niềm vui thật sự Giống dược Giống dược như hiện nay gọi là khiêu vũ Quan hỷ vui thích phấn khởi Bên ngoài thân khổng Khoa tây múa chân Đây là hiện tượng hỷ duyệt đến tổ cùng. Y mau di khởi, Chị lỗ chân lông khắp người nổi lên. Nổi da gà. Quan hệ đến tổ cùng có hiện tượng này Trái lại Kinh khiếp đến tổ cùng Cũng có hiện tượng này Da gà nổi lên Lệ xuất Mắt rơi lệ Đây là gì? cảm động nỗi da gà đều là cảm động nghe được câu phật hiểu này người nghe được kinh phật cảm động thâm sâu người này không phải là người bình thường người bình thường không thể có hiện tượng này cảm động sâu sắc như vậy chứng tỏ Người như vậy đều từ trong Phật Đạo đến Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ học Phật Vì sao thương tâm cảm động như vậy? Thiện căn bộc phạt Đời trước khi lâm mạng chung Một niệm sai lầm nên lại trôi lăn trong luân hồi đây là điều người tu hành cảm thấy hối tiếc nhất hy vọng trong đời này không tiếp tục sai lầm nữa làm sao để duy trì đời này không có sai lầm đó chính là thật sự nắm chắc chân tướng sự thật Phạm sở hữu tướng giai thị hư vọng Thời thời quán chiếu như vậy Niệm niệm quán chiếu như vậy Sát na chúng ta lâm chung Ý niệm sẽ không sai lầm nên công phu đều ở trong cuộc sống hàng ngày rèn luyện bản thân cuộc sống là rèn luyện công việc là rèn luyện xử sự đối nhân tiếp vật đều là rèn luyện rèn luyện điều gì rèn luyện để không còn tự tư tự lợi không còn danh văn lợi dưỡng không còn tham sân si mạng tất cả tập khi bất thiện đều rèn luyện để trừ sạch hết sau đó khẳng định biến pháp giới hư không giới môn sự môn vật giới ta là nhất thể Quan niệm này vô cùng quan trọng Quan niệm này là Phật tri Phật kiến Quý vị tự nghĩ xem Đã là nhất thể với ta Ta còn có thể oán hận ư Ta còn có đố kỵ ư Ta còn làm chướng ngại ư Không Vì sao vậy? Vì nhất thể Mắt muốn thấy tí bào Của toàn thân đều ủng hộ nó Để nó nhìn một cách thoải mái Nó thoải mái, tôi cũng thoải mái Mọi người đều thoải mái Tai muốn nghe, chúng ta hoàn toàn ủng hộ nó nghe Nghe một cách rõ ràng, nghe một cách minh bạch Nhất thể không có ai phản đối không có ai chướng ngại Chúng ta biết Biện pháp giới hư không giới hư, Tất cả nhân sự vật giới ta là nhất thể Người này hành thiện quan hệ tan thang Người đó làm ác Chúng ta niệm Phật tụng kinh cho họ làm việc thiện hồi hướng cho họ vì nhân quả báo ứng là chân lý không thể thay đổi được thiện nghiệp có thiện quả ác nghiệp có ác báo Đều là bản thân chúng ta Đều là nhất thể Hiện nay bộ phận này sai Phải làm sao Bộ phận này sai Mê hoặc điên đảo Dẫn hành của họ vượt ra ngoài quỹ đạo Không tuân thủ quỹ đạo nên xảy ra sự cố chúng ta phải giúp họ quay đầu khi không thể quay đầu chúng ta giúp họ giảm nhẹ khổ nạn làm được bao nhiêu tính bấy nhiêu tận tâm tận lực mà làm việc thiện này có thể bù đắp lỗi lầm của họ Chúng ta tạo ác nghiệp quá nặng Phật Bồ Tát đều giọng mạnh Tinh tấn tu hành Đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sanh Những chúng sanh này là chúng sanh trong ba đường ác Đã ở trong ba đường ác Tương lai phải vào ba đường ác Phật Bồ Tát thấy một cách rõ ràng, minh bạch. Biết được tương lai, nhất định họ quay đầu. Vì sao vậy? Trong ai lại gia thức có chủng tử của Phật Pháp. Bất luận hiện tại họ tin hay không tin Họ quan hỷ hay phản đối Tóm lại mà nói trong ngày lại già có hạt giống của Phật Pháp